May mà vết cắt nó không sâu, nó không bị nhiễm trùng, không thì ngồi đấy mà khóc. Anh mắng em từ bệnh viện cho đến về nhà, anh vẫn chưa chán à? Em đã bị đau rồi mà anh còn định khủng bố tinh thần của em nữa à? Anh không giận làm sao được, em vừa mới về nước được bao nhiêu ngày, có mấy ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Này bố mẹ mà biết được thì làm sao? Hóa ra là anh lo bị bố mẹ mắng, chứ không phải là anh lo cho em gái của anh chứ gì. Em còn nói như vậy được à? Thôi được rồi, em đùa anh một tí thôi, làm gì mà căng. Em biết là anh lo cho em nên là anh mới nổi nóng như thế. Nhưng mà cũng có phải tại em đâu, em cũng là người bị hại chứ bộ. Lúc đấy anh cũng không để ý, nhưng mà ở trong cái thùng anh thấy con dao nó thò ra. Chắc là em bị cắt tay ở cái đấy đấy. Mà sao em lại bế cái thùng đấy? Ai nhờ em à? Không ạ, chẳng có ai nhờ em cả. Chẳng qua là em thấy một mình chị Lan Anh bê hai cái thùng đồ nặng như thế nên là em mới giúp đỡ thôi. Lan Anh á? Sao thế hả anh? Chẳng nhẽ chuyện này không phải là chuyện ngoài ý muốn à? Đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà ngoài ý muốn có sắp đặt. Sắp đặt á? Chẳng nhẽ lại có người muốn hại em? Tạm thời thì hiện giờ ấy, anh không thể kết luận được. Cái này anh phải điều tra thêm. Nhưng mà ấy, những cái người có tâm địa độc ác như thế này, anh không thể bỏ qua được đâu. Này, cô làm gì mà cứ đi lại thế nhở? Trong hết cả mặt, váng hết cả đầu. Cô tưởng cả cái phòng làm việc này có mỗi mình cô đấy à? Muốn đi, ra ngoài sân mà đi kìa. Đừng có đây làm việc người khác. Cô bị sao thế? Em không sao đâu ạ. Bị cắt thế này chắc là đau lắm đây này. Sao lại bất cẩn thế? Tôi... Dạ không có gì đâu. Chẳng qua là do em không cẩn thận nên là cắt trúng vào tay thôi. Nếu mà bị đau như thế này thì ở nhà đi, đi làm cái gì? Đúng rồi đấy. Thôi thì cô ngồi nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ bảo tôi một tiếng, tôi giúp cho. Hai anh chị tốt với em thế. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Có gì đâu, cô không cần phải khách sáo. Chúng ta là đồng nghiệp mà. Đấy là tại cô làm việc mới thôi, chứ bọn tôi thực ra là tốt tính lắm, thích giúp đỡ người khác. Dạ vâng ạ. Chết thật đấy. Rõ ràng là mình bày kế để hại cái con Lan Anh, thế nào mà lại trúng ngay con My chứ. Anh cũng không ngờ là mọi chuyện đã ra thế này. Phen này động trúng em gái của chủ tịch rồi, làm sao bây giờ không biết nữa. Mà nhìn cái bộ dạng của bọn nó ấy, không biết là chúng nó có nghi là mình làm không nhở. Ui giời, mấy cái đứa đấy thì nó làm cái gì? Toàn bọn con gái tóc dài não ngắn. Cái anh lo nhất ấy là chủ tịch cái kìa. Anh nói ai tóc dài não ngắn? Thế tóc anh ngắn, não anh dài hơn tôi chắc. Ơ kìa, sao lại cáu với anh? Anh đã nói bọn nó cơ mà. Tôi nổi nóng với anh đấy, nghĩ ra toàn kế hoạch không đâu ấy, chả ra cái gì cả, thế mà cũng đòi tự tin. Này, cái kế hoạch này nhá, cái mặt của em ấy cũng có một phần tham gia đấy. Bây giờ nó đổ bể ra, lại đổ hết cho anh là sao? Thế tôi không đổ cho anh thì đổ cho ai? Bây giờ anh đụng chúng em gái của chủ tịch rồi, còn lâu chủ tịch mới tha cho nhá. Không tìm ra thủ phạm nhá, còn lâu chủ tịch mới để yên. Nếu như vậy thì cứ để cho họ tìm ra hung thủ là được chứ gì. Cái gì? Anh bị điên à? Anh định ra đầu thú đấy à? Không được, anh có đi, đừng có lôi tôi vào. Em bị điên đấy à? Ai nói với em là anh sẽ đi tự thú? Thế bây giờ anh bảo là tìm ra hung thủ, thế hung thủ là mình chứ còn ai? Cái việc đó ấy, chỉ có anh với em biết thôi, làm gì còn ai khác biết nữa. Thế ý của anh là gì? Còn Lan Anh, mình sẽ tìm mọi cách đổ hết tội lên đầu của nó, biến nó thành thủ phạm. Như thế là một mũi tên trúng hai đích đấy. Đúng rồi nhở, làm gì còn ai phù hợp với con bé Lan Anh nữa đâu. Bây giờ ấy, mình vừa trốn được tội, lại còn đuổi được con bé Lan Anh ra khỏi công ty nữa. Đúng là một mũi tên trúng hai đích rồi mà. Từ từ đã, để tôi giúp cô. Này, cô phải cẩn thận chứ. Bây giờ ấy, nhỡ có gì là vết thương lâu lành lắm đấy. Đúng rồi đấy, cô là con gái phải thật cẩn thận, coi chừng để lại sẹo đấy. Em cảm ơn hai anh chị nhiều lắm. Hai anh chị lúc nào cũng tốt với em. Tôi đã bảo là đừng khách sáo mà. Có gì đâu, cô nhỏ tuổi hơn bọn tôi nên bọn tôi coi cô như em gái ấy, không phải ngại đâu. À mà My này, lúc nãy không tiện hỏi, bây giờ tôi hỏi cô một chút được không? Vâng ạ.
Nhìn tay cô ấy bị sao vậy? Tại vì là trông nó không phải là vết thương nhẹ đâu. À, em vô tình bị dao dọc giày cắt phải khi bê đồ giúp chị Lan Anh. Cô bê đồ giúp cô Lan Anh á? Sao lại trùng hợp như thế nhỉ? Việc gì trùng hợp ạ? Thì là cái việc cô bê đồ giúp cô Lan Anh rồi bị cắt vào tay chứ còn sao nữa. Em bị cắt vào tay thì có gì mà trùng hợp hả chị? Chị nói ý gì sao em không hiểu? Cô ngây thơ quá đấy. Tại sao sớm không bị, muộn không bị mà lại đúng vào cái lúc cô bê đồ giúp thì lại bị hả? Cô không thắc mắc à? Đúng vậy đấy. Tôi thấy là việc này không hề đơn giản đâu. Có lẽ là có âm mưu cả đấy. Âm mưu gì cơ ạ? Sao chị nói cái gì mà em cứ không hiểu ấy? Cô không hiểu cũng phải thôi. Cô mới làm việc nên chưa biết nhiều. Còn bọn tôi thì hiểu quá rõ rồi. Cô Lan Anh ý, thực ra ở bên ngoài cô ấy thì trông có vẻ là không có gì đâu. Nhưng mà bên trong ấy, cô ấy âm mưu hiểm độc lắm đấy. Em nghĩ có thể là hai anh chị hiểu nhầm chị Lan Anh thôi. Chứ thật ra chị không phải người như thế đâu. Hiểu làm cái gì? Chẳng qua là có mình cô không hiểu thôi. Còn bọn tôi hiểu quá rõ nó rồi. Đúng vậy. Bọn tôi làm việc với Lan Anh cũng đã lâu rồi mà. Cô ấy thì bề ngoài có vẻ là không gây sự với ai. Nhưng mà thực ra ấy, ai mà gây sự với cô ấy là cô ấy không để yên đâu. Không yên thì thế nào ạ? Thì còn thế nào nữa? Thì gặp xui xẻo này, tai nạn không dứt này, liên miên này. Bọn họ không chịu được nên xin nghỉ hết cả rồi. Nếu không nhá, tôi sẽ dẫn cô đi gặp bọn họ để hỏi cho rõ ràng. Đúng vậy đấy. À mà cái chuyện cái bút gãy, cô đã hỏi cô Lan Anh chưa? À, vốn dĩ là em định hỏi. Nhưng mà tự nhiên xảy ra nhiều chuyện quá. Thế là em quên mất rồi. Còn hỏi làm cái gì nữa? Tôi thấy cái việc này là 2 năm rõ 10 rồi. Chắc chắn là cô làm phật ý nó cái gì. Xong nó mới tìm cách để mà chỉnh cô đấy. Không lẽ nào? Thôi, không sao đâu. Anh Tuấn, à, chủ tịch đã nói với em là sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Sẽ sớm biết được ai là thủ phạm thôi. Chủ tịch sẽ điều tra rõ? Vâng ạ, chủ tịch bảo là không thể để những loại nhân viên như thế thâm hiểm độc ác ở trong công ty này được. Chủ tịch nói như thế thật á? Dạ vâng ạ. Hai anh chị làm sao thế? À không, không sao. À bọn tôi còn chút việc cần làm. Bọn tôi đi trước nhá. Cô cứ từ từ uống nước nhá. Bọn tôi đi trước đây. Bình tĩnh đã, cứ cố lên như thế thì ai nghĩ được cái gì nữa. Bình tĩnh làm sao được chứ? Bây giờ chủ tịch đã bắt đầu điều tra rồi, nhỡ đâu tìm ra mình thì sao? Bẻ mồm thôi. Em bị điên đấy à? Chưa chi đã lại ông tôi ở vụ này rồi. Em quên mất. Nhưng mà tại em cứ lo ấy. Lo cái gì mà lo, anh tính hết cả rồi. Trong phòng hồ sơ ấy, không hề có camera. Không ai ghi được cái hành động của mình đâu. Ôi nhờ. Bây giờ ấy, cần phải tìm thêm bằng chứng để chứng minh chứng cứ được của con Lan Anh. Chứng cứ á? Mà bây giờ tìm chứng cứ ở đâu? Chứng cứ đây rồi. Lan Anh, ở trong phòng này đúng không? Vâng ạ. Quái lạ nhỉ. Thùng hồ sơ để trong phòng này thì tại sao lại có dao bên trong được nhỉ? Thế mới nói đấy, không biết là ai mà lại nham hiểm được như thế. À, tức là lúc camera bị hỏng ấy là có người giở trò. Theo em thấy, thủ phạm là một người cực kỳ toan tính, đã toan tính từ trước rồi, thế nên là mới chọn được cái lúc camera bị hỏng để mà gây sự chứ. À, chủ tịch ạ. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Camera hỏng. Nhưng mà chắc chắn ở trong phòng này phải có một cái chứng cứ gì đấy để chúng ta tìm ra thủ phạm chứ. Đúng vậy. Em cũng tin là chúng ta sẽ sớm tìm ra thủ phạm thôi. Cái gì thế ạ? Là dao bấm á? Vậy cái lưỡi dao này chắc chắn là bị gắn vào từ một số hôm trước rồi. Vậy hóa ra đây chính là thủ phạm đã làm cho My bị đứt tay đấy. Ừ.
Sao em nhìn cái dao bấm này nó quen quen? Đây là dao bấm của tôi mà. Là của cô? Dạ vâng, đây là dao bấm của tôi, nhưng mà thật sự là tôi không biết tại sao lại nằm ở đây ạ. Cô không biết á, nhưng mà dao bấm này là của cô, cái thùng hồ sơ cũng là của cô. Bây giờ cô không biết thì ai biết vào đây nữa? Xem ra cô là muốn chối tội đấy. Bằng chứng rõ ràng thế này rồi, cô đừng hòng giúp bỏ trách nhiệm nhá. Nhưng mà thật sự là tôi không có làm. Thế bây giờ cô bảo là cô không làm thì cô phải giải thích tại sao cái này nó lại nằm ở đây chứ. Đúng rồi đấy, My ấy cũng phải bê giúp cô thùng hồ sơ, mới bị cắt vào tay như thế. Bây giờ trách nhiệm không thuộc về cô thì thuộc về ai bây giờ? Tôi thấy là cô không ưa con bé nên mới tìm cách hãm hại nó ấy. Cô cũng là cái đồ rắn độc mà. Nhưng mà thật sự tôi không có làm mà. Chủ tịch My, hai người phải tin tôi chứ. Em cũng muốn tin chị lắm. Nhưng mà thật sự tôi không có làm. Hai người không tin tưởng tôi à? Bị bóc mẽ nên là xấu hổ bỏ đi đấy. Được thế mà xong đấy à? Làm ra cái chuyện tè trời thế này phải đuổi việc với xứng đáng. Tôi đã bảo là tôi không có làm rồi, tại sao không có ai tin tôi nhỉ? Xem kìa, người ta đã mất công rơi cả lít nước mắt cá sấu ra rồi, vậy mà chẳng có ai thương hại. Đúng là tốn công vô ích mà. Xem ra lần này mỹ nhân kế hết tác dụng rồi. Hai người muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ hai người cười nhạo tôi như vậy vẫn chưa đủ à? Làm sao mà đủ được chứ? Bọn tôi đợi mãi mới đến ngày này, phải cười nhạo đã chứ. Cô... Tôi thì sao? Tôi cũng ngờ ấy, là hai người có thể căm ghét tôi đến mức độ này đấy. Ô, thế bây giờ mày mới biết à? Hả? Bọn tao vốn dĩ không ưa mày đâu. Chẳng lẽ hai người... Bọn tôi làm sao? Cô này, đừng có mà vớ vẩn nhá. Bọn tao chẳng làm cái gì cả nhá. Tôi nói gì đâu, tại sao anh người phải sừng cô lên như vậy? Đâu, bọn tôi sừng cô bao giờ? Mày đừng có đánh trống lảng, chuyện xấu mày làm còn chưa ít à? Đừng có đổ thừa cho bọn tao. Phải đấy, tôi không ngờ cô lại là một con người hiểm độc như vậy đấy. Có thể nghĩ ra được cái cách đấy để hãm hại người khác cơ. Tôi đã bảo rồi, là tôi không có làm. Cái này, thế mày nói thì ai tin? Phải chủ tịch nói người ta mới tin nhá. Chủ tịch nói gì? Còn nói gì được nữa? Chủ tịch đang rất là tức giận đấy. Anh ấy nói sẽ sa thải người đã bày ra trò này. Tao mà là mày thì tao đã lên công ty này, quấn gói đồ đạc rồi cút đi rồi. Ở lại đây thêm nhục nhã thôi. Mày còn phải đợi chủ tịch gọi bảo vệ đến để đuổi đi nữa à? Lúc đấy thì đẹp mặt lắm. Nhưng mà tôi không có làm. Tôi tin ấy, chủ tịch sẽ là người minh oan cho tôi. Làm gì còn ai có thể minh oan cho mày được nữa. Mày đừng có quên, em gái chủ tịch chính là người nằm trong chuyện này đấy. Chủ tịch ấy còn chưa xé xác được mày ra là may lắm rồi đấy nhá. Đừng có tự coi mình là cái rốn của vũ trụ nữa, mày hiểu chưa? Hả? Hai người. Xem ra hai người hiểu rõ suy nghĩ của tôi quá nhỉ. Chủ tịch ạ. Tôi chỉ sợ ấy, người bị sa thải ấy không phải cô Lan Anh mà là hai người đấy. Sao lại thế ạ? Chủ tịch nói gì bọn em không hiểu ạ? Hai người thôi đi, đừng có giả vờ nữa, chúng tôi biết hết rồi. Bọn tôi đã điều tra và biết chắc chắn hai người là người đã hại Lan Anh và cả My. Không phải bọn em đâu ạ. Hai người đúng là nham hiểm thật đấy. Trước mặt thì cứ tỏ ra là tốt bụng với tôi, nhưng mà sau lưng ấy lại bày ra những cái trò độc ác như thế. Tuy là cái camera ở trong phòng kho nó bị hỏng thật, nhưng mà camera ở hành lang ấy nó vẫn hoạt động tốt. Chúng tôi đã xem lại camera và phát hiện ra trước khi xảy ra vụ việc, hai người đây đã đi lén lút vào phòng đấy. Vốn dĩ là bọn tôi cũng không có bằng chứng gì, nhưng mà khi xem camera ấy, tôi mới thắc mắc tại sao hai người lén lút vào đấy làm cái gì nhỉ? Chắc là để tạo hiện trường giả rồi vu oan cho cô Lan Anh chứ gì. Chủ tịch, bọn em biết lỗi rồi ạ. Dạ vâng, chủ tịch có thể bỏ qua cho bọn em được không ạ? Bọn em biết sai rồi ạ. Cái gì? Bỏ qua cho hai người á? Bỏ qua cho hai người để cho hai người có cơ hội hãm hại người khác à? Chuyện này tôi không thể bỏ qua được. Cái loại người nghĩ kế để mà hãm hại người khác, nham hiểm như vậy ấy, không xứng đáng ở cái công ty này.
hai người sẽ bị sa thải. Và tôi ấy sẽ lưu lại toàn bộ chuyện này trong hồ sơ của hai người, để sau này những công ty khác ấy, họ mà có tuyển dụng hai người ấy, còn biết mà đề phòng. Chủ tịch. Chủ tịch ơi, chủ tịch làm như thế bọn em chết mất ạ. Mình đi thôi. Chủ tịch. Chủ tịch ơi. Chủ tịch. Chết rồi, làm nào bây giờ?